Hello guys, welcome to the next episode of Hungry Shark Evolution. In this video, I want to inform you that Kraken is on sale. On Hungry Shark's fan page mentioned that. Hungry for a new underwater adventure? The Kraken is now available at a discounted price in Hungry Shark Evolution. Grab this epic creature and dominate the seas today. If you buy it with coins, you will get 20% off. If you buy it with gems, you will get an 85% discount, only 125 gems. Okay, that's what I want to share with you. I hope you guys will like my video. You can discuss the video with me in your language below in the comments, preferably in English. I hope you will support my channel by liking, sharing, and commenting. Now I will control the Kraken for a bit before the end of this video and will speak my language, which is Vietnamese. Ok ok các bạn nha. Rick vừa giới thiệu về cái con Kraken này, nó đang được bán giảm giá. Thì các bạn nào mà chưa có sở hữu được cái con Kraken này trong cái game Hungry Shark Evolution thì các bạn có thể vào game và có thể mua được cái con Kraken này với giá giảm. Nếu mà các bạn mua bằng kim cương á, thì nó giảm tới 85%. Từ 900 viên kim cương nó chỉ còn có 125 viên kim cương thôi. Còn nếu mà các bạn mua bằng coin thì nó giảm được tới 20%. Thì Rick nghĩ là ưu tiên mua bằng kim cương thì có lợi hơn rất nhiều. Hoặc là các bạn nào có ít kim cương quá thì chuyển qua mua coin, mà Rick nghĩ ráng để dành kim cương đi, để chúng ta có thể mua cái con Kraken này bằng kim cương thì sẽ ngon hơn rất là nhiều ha các bạn ha. Rồi, trước khi kết thúc video này, đó là thông báo của Rick cần chia sẻ các bạn. Và Rick sẽ điều khiển cái con Kraken này một chút. Hôm nay thì Rick sẽ equip cho nó thêm vài cái baby đi, cho nó con baby dragon nè, cho nó con rabbit shark, assassin shark, với lại cái con đua xe, cái con muốn trial shark. Ok, trial baby shark, nhiều đó là đủ rồi, ít cũng không cần tới những cái con khác đâu, không cần những cái equip khác, chủ yếu là những cái con pet thôi. Đây thì như trong video lần trước Rick có đề cập tới cái việc mà cái con Kraken này nó được thay đổi cái animation lúc mà nó ăn thức ăn vào á. Ngày trước á là nó đập làm bể thức ăn, còn bây giờ là nó lấy cái xúc tu, mấy cái xúc tu của nó để nó ăn thì có vẻ ngon hơn rất là nhiều, đúng với cái gì ta, đúng với cái animation của con bạch tuộc hơn ha, con Kraken. Nếu mà tính Kraken là con bạch tuộc hay là con gì ta, nó thuộc giống bạch tuộc đúng không các bạn? Các bạn có nghĩ giống Rick là nó thuộc giống bạch tuộc hay không, hay là nó thuộc giống khác, hay là nó là một loài sinh vật khác mà Rick không biết? Các bạn nào mà tìm hiểu về thông tin về cái con Kraken này hoặc là biết chính xác về nó thì có thể chia sẻ ở dưới phần comment ở dưới cho Rick biết ha. Lâu rồi cái game Hungry Shark này nó vẫn chưa có update, thì không biết là mùa hè năm nay nó có update gì hay không. Noel vừa rồi, Noel năm ngoái, Noel năm 2022 thì Hungry Shark Evolution nó cũng không có sự kiện gì đặc biệt lắm. Thì Rick đang mong chờ là vào mùa hè năm 2023 này chúng ta sẽ có thêm vài con cá mập để Rick có thể gây dựng lại cái kênh của Rick. Tối nay thì Rick sẽ livestream bên cái kênh tiếng Việt nha các bạn, livestream trở lại, nguyên tuần vừa rồi là nghỉ livestream rồi. Lần nào chơi con Kraken này thì Rick cũng phải nhắc lại một điều kiện, đó là điều khiển con Kraken này sướng tay lắm các bạn ơi, bao sướng luôn á, không sướng không lấy tiền nha. Đó, Kraken là bao ngon luôn, bao sướng luôn. Đọc nó là Kraken hay là đọc là Kraken, à đọc như thế nào mới chính xác ta? Vô hang cua à, thôi đi ra đi. Biết đâu, lâu rồi Rick không có cái video làm về cái con cua.
mất mấy video cua cũ hết rồi, thì chắc là Rick sẽ chơi lại những con cua từ ban đầu. Rồi chắc là video này chỉ đơn giản ngắn gọn vậy thôi các bạn. Thông báo cho các bạn biết về việc mà cái con Dragon nó đang giảm giá. Anh em nào ở Việt Nam chưa có sở hữu được cái con Dragon này thì nhớ vào mua nha, 125 viên kim cương thôi. Thời gian thì Rick nghĩ là nó cũng có giới hạn đó. Có thể là 1-2 ngày thôi. Hên lắm thì chắc được cả tuần. Còn bây giờ thì Rick xin kết thúc video của Rick tại đây. Nếu mà các bạn nào thích video của Rick thì nhớ cho Rick một like và share video nha. Và đừng quên là hãy nhấn cái nút subscribe và nút chuông kế bên để Rick upload lên những video mới thì Rick sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.